Rồi, xin chào tất cả các bạn. Vừa mới về được một em xe đạp ba bánh nhập từ Nhật nha anh em. Xe đạp ba bánh dành cho người già với người khuyết tật nha. Xe này đi bánh 16, đi bánh 14 với bánh 16 các bạn. Đạp rất là nhẹ. Đây là xe nhập từ Nhật, nguyên con xe từ Nhật, không phải là xe độ chế của Việt Nam nha. Anh em lưu ý là xe độ chế Việt Nam nó có những cái đặc điểm mà xe Việt Nam không bao giờ làm được. Đây cho anh em coi. Mở khóa này ra. Rồi. Có thể nghiêng được nha các bạn, có thể nghiêng được. Thì khi các bạn vô cua, khi các bạn ôm cua thì các bạn nghiêng tay lái, các bạn sẽ bo cua được. Còn đối với xe Việt Nam làm là cứng ngắc luôn, là không ôm cua được, chạy nhanh ôm cua té chóng mặt. Cái thứ hai là đạp rất là nhẹ, hệ thống lip nó đạp rất là nhẹ nha các bạn. Đó, và linh kiện trên xe là nhôm với inox nên không sợ sét. Còn xe Việt Nam là bằng sét độ nên chạy vài bữa xe ok. Giờ quay kỹ cho anh em coi nha. Rồi, đây đây các bạn ngồi, các bạn có thể nghiêng qua nghiêng lại, là các bạn vô cua, các bạn vô cua được. Đây, nó nhờ hệ thống ở phía dưới này nè. Đó, ở đây nó sẽ có cái chốt ha. Nếu mà các bạn đi chậm á, các bạn khóa lại nè, cái chốt nó thọt vô cái xe, nó sẽ đứng lại nha. Đó, cái xe nó sẽ đứng lại, thì lúc đó các bạn không được. Nếu mà chúng ta đi chậm chậm á, đi chậm chậm á, nói chung là kiểu giống như là cái người mà khó đi á, nếu mà khó đi á là mình khóa lại mình đi chậm chậm. Còn cái người mà vẫn còn đi được, vẫn còn đi nhanh được thì mở đó ra mình đi nhanh nha nè. Đó, rồi mình đặt thử cho này coi, ngồi lên đó. À, đạp rất là nhẹ nha, ba bánh đó. Rồi, giới thiệu sơ qua một chút nha. Cái rổ bằng nhựa zin nha các bạn, zin rổ nhựa của Panasonic là biết Nhật rồi đúng không. Rổ sau cũng bằng nhựa luôn. Đấy, đặc biệt cái rổ sau nó cũng bằng nhựa luôn nha. Rồi, phía trước thì nó có ổ khóa Nhật luôn nha các bạn, ổ khóa Nhật nha. Đó, bằng cách là kéo ra, rút vô nó khóa lại, rút chìa khóa ra. Mở ra là xe ba bánh ai mà ăn trộm đâu mà chịu quá các bạn. Làm cho vui thôi. Đèn led, đèn sáng nha các bạn, đèn còn sáng nha. Đó, mô bin Nhật luôn. Nhật luôn nha, kim chung quanh Nhật nè. Đây, những cái mà Việt Nam không bao giờ làm được nha. Cam inox. Cam inox nha. Cam Việt Nam là cam bằng sét nha anh em. Niềng bằng nhôm. Lưu ý nha, xe Nhật, toàn bộ xe Nhật 100% là niềng nhôm hết nha anh em, không có cái nào mà niềng bằng sét. Một là nhôm, hai là inox nha. Này niềng nhôm. Thì các bạn chạy 200 năm nữa cái niềng này nó vẫn còn chưa bị sét. Nhôm mà đúng không? Rồi, về bằng inox. Về bằng inox nha. Việt Nam là chỉ có về sắt sơn lại thôi nha. Cái ti là bằng inox. Thấy chưa? Những cái mà Việt Nam không bao giờ có các bạn, inox nha. Rồi, cái bát này cũng bằng inox luôn nè. Đó, rồi cái phanh cổ này nó bằng nhôm nè, thấy không, nhôm đúc nguyên khối nè. Việt Nam là chỉ có cái ống sắt hàng lên đây là hàng hai khúc thôi. Việt Nam là các bạn nhìn cái cổ của xe đạp của em bé sao là nó y chang vậy. Cái ghi đông này bằng inox đó, giờ và nó có cái hệ thống nghiêng tay lái giống như mình nói các bạn đó. Rồi, tiếp theo xuồng nè. Đó, xuồng này bằng gì? Xuồng bằng thép, nhưng có lại giống bằng nhôm mà không biết đó, mà nói những điểm khác biệt nha. Rồi, cái chân nè, đó, nó bằng nhôm, nó không bị sét nha. Cái này nó bị bay cái lớp mạ bên ngoài, bằng nhôm nha nè. Cái xuồng bằng nhôm nè, cái đây bằng nhựa nè. Đó, cái giò nó bằng nhôm nha. Đó, rồi cái về sau bằng inox nè, hai về hai bên bằng inox hết nha các bạn, hai về hai bên bằng inox nha. Đó, cầm inox, vành nhôm zin nha. Chân quanh Nhật, cái chân quanh này chỉ có Nhật mới sản xuất thôi, những thằng khác nào mới sản xuất cái chân quanh này các bạn. Đó, sau này mà nó hư á thì mình thay cái ruột xe này, mình ruột xài chung với cái ruột xe đạp ở trên thị trường bán rất nhiều nha. Có nhiều anh em hỏi đó, quá xe là lửa lũng sao giá có ruột rồi thay không, có chứ các bạn, nhiều lắm nha.
đây, đâu rồi, đây, các bạn nhìn vào cái size của nó, đây là cái thông số để mình bơm này, thông số bơm này, cái này không quan trọng lắm, mình cứ bơm cứng là được rồi các bạn, mình coi thông số 13 nhân 1.75, mười mấy, 16 chứ, sao 13 được, 16 này, đó, ruột 16 này, đó, 16, 1.75, 16 đó, đúng rồi, 16, 1.75, bánh 16, đó, đây, này, bánh 20, à, 20, 1.75, đó, các bạn lấy cái thông số này, các bạn đi ra tiệm mua cái ruột, mình nói ví dụ mà, cái ruột nó bị hư, bị lủng, bị bể, thì ra tiệm mua cái ruột, đó, nó cứ nói là 20 nhân 1.75 là người ta sẽ biết đó là đây là cái thông số lốp với ruột đó, còn cái này là cái thông số bơm này theo tiêu chuẩn của Nhật nè, là bơm nè, bơm 250 kg trên 3, giống như 250 kg FF trên xe máy khối này. kiểu là Nhật người ta tính toán cái độ bơm cho nó hợp lý, mà không quan trọng, mình chỉ cần bơm cứng là được rồi ha. Này nóc này, cài bằng cái nóc này. À, thấy không? Đây, chuyển qua cái hệ thống clip nè, anh em sẽ thấy một cái clip to này đúng không? Nó chuyển qua một cái clip nhỏ này, rồi từ cái clip nhỏ này chuyển qua clip này, rồi chuyển qua clip này. À, bạn thấy bên đây nó làm cái chế độ chống trật xây nè, ha. Việt Nam làm gì là làm được cái chế độ chống trật xây được, mà kiểu làm vô nó tốn kém, Việt Nam không có làm các bạn. Nó cái thứ hai là Việt Nam chỉ làm được cái khung là clip từ bên đây là chạy thẳng vô bên đây luôn thôi, chứ không có làm riêng hai bên rồi. Người ta làm riêng hai bên là tại vì cái xe nó lắc qua lắc lại cho nên người ta phải làm hai bên, còn nếu mà không làm một bên nó đâu có lắc được các bạn, bởi vì nó có cái hệ thống lắc này cho nên bắt buộc người ta phải làm hai clip. Thì cái xe này người bình thường cũng được, người khuyết tật chạy em được. Nếu mà người bình thường, các bạn mua, các bạn đổ cái ghế vô chiều chở con đi chơi, đi công viên nữa, thay vì các bạn thuê xe xích lô các bạn chạy tốn tiền ha, một tiếng mất 50.000 200.000 các bạn. Mua luôn cái này về, chiều nào cũng chở nó đi chơi. À, còn cho thuê còn được tiền nữa. Ok. Xe thì nó có cái chế độ yên thì có thể rút lên rút xuống được nha. Không phân biệt được là chiều cao hay tuổi tác như thế nào mà. Bánh lớn nó chạy rất là thoải mái. Đó, một em duy nhất rất là đẹp nha. Thì anh em nào có nhu cầu mua cho vợ hay là mua tặng ba mẹ ông bà hết sảy ông bà bảy nha. Xe nhập Nhật nha anh em, nguyên con zin. Rất là đẹp luôn. Làm gì vậy cô? Dạ. Dạ em này mới về. Dạ.